Triceratops tiếng Hy Lạp mặt ba sừng, hay được gọi là khủng long ba sừng hay tam giác long, là một chi khủng long ăn cỏ thuộc họ Ceratopsidae. Sống vào thời kỳ cuối kỳ phấn trắng từ 70 đến 65 triệu năm trước nơi là Bắc Mỹ ngày nay. Nó là một trong những chi khủng long phi chim cuối cùng được biết tới. Và đã tuyệt chủng vào sự kiện tuyệt chủng kỳ Crater Paleogene 66 triệu năm trước. Chúng có diềm xương lớn và ba sừng trên một cơ thể lớn bốn chân tương tự như tê giác hiện đại. Triceratops là một trong những khủng long nổi tiếng nhất và là Ceratopsidae được biết đến nhiều nhất. Nó sống chung môi trường và có thể là con mồi của khủng long bạo chúa. Mặc dù không chắc chắn rằng cả hai có đánh nhau như trong tranh và phim ảnh, công dụng của diềm và sừng từ lâu đã được tranh luận. Theo truyền thống, chúng được xem là vũ khí phòng thủ chống lại khủng long ăn thịt. Theo các thuyết gần đây hơn, không có sự có mặt của mạch máu cho thấy chúng có thể được dùng để nhận dạng nhau, tán tỉnh và thể hiện sự thống trị giống như gạc và sừng của tuần lộc dê núi hiện đại. Chúng dùng để phô trương hơn là để tự vệ. Cá thể Triceratops được ước tính đạt chiều dài khoảng 7,9 tới 9 mét, chiều cao từ 2,9 tới 3 mét, nặng 6,1 đến 12 tấn. Chúng là một trong số các động vật trên cạn có hộp sọ lớn nhất. Hộp sọ lớn nhất được biết đến ước tính dài 2,5 mét nếu hoàn chỉnh và có thể chiếm tới 1/3 chiều dài con vật. Một Triceratops dài 8 mét đã được ước tính bởi Gregory S. Paul có khối lượng tới 9,3 tấn. Nó có một sừng đơn nằm ngay trên lỗ mũi và một cặp sừng dài khoảng 1 mét nằm phía trên mắt. Sau hộp sọ có một diềm xương ngắn. Mẫu Triceratops có biệt danh là Len, mẫu hóa thạch hoàn chỉnh nhất được biết đến, được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Mẫu hộp sọ DMNS 48617 từ hệ tầng Laramie ở phía đông Colorado. Dựa trên tuổi của quá trình hình thành, nó có thể là mẫu Triceratops lâu đời nhất được biết đến. Trong nhiều năm sau khi phát hiện ra nó, nguồn gốc tiến hóa của Triceratops phần lớn vẫn còn mơ hồ. Năm 1922, chi Protoceratops mới được phát hiện, được coi là tổ tiên của nó bởi Henry Fairfield Osborn, nhưng nhiều thập kỷ trôi qua trước khi những phát hiện bổ sung được đưa ra ánh sáng. Những năm gần đây, các nhà khoa học đã thành công trong việc phát hiện ra một số tiền thân của Triceratops. Juniceratops, một trong các Ceratopsian đầu tiên được biết đến với sừng trán, được mô tả vào cuối những năm 1990, và Elong, chi đầu tiên được biết đến là một Ceratopsian ở kỳ Jura vào năm 2005. Những phát hiện mới này rất quan trọng trong việc minh họa nguồn gốc của những con khủng long sừng nói chung, gợi ý rằng tổ tiên chúng có nguồn gốc từ châu Á trong kỳ Jura và sự xuất hiện của những chi Ceratopsian hoàn thiện sừng sững vào đầu kỳ phấn trắng ở Bắc Mỹ. Khi Triceratops ngày càng được chứng minh là một thành viên của phân họ Ceratopsini diềm dài, một tổ tiên có thể giống với Casimosaurus đã phát triển mạnh khoảng 5 triệu năm trước đó. Trong cây phát sinh chủng loài, chi Triceratops đã được sử dụng như một điểm tham chiếu trong định nghĩa của khủng long. Khủng long đã được chỉ định là tất cả hậu duệ của tổ tiên chung gần nhất với Triceratops và chim hiện đại. Hơn nữa, những con khủng long hông chim Ornithischia, tất cả đều được chỉ định là loài khủng long với tổ tiên chung gần hơn với Triceratops so với các loài chim hiện đại. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Skin, temptation within, mistake.
This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. We'll be right back.